Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị liên quan cần tính tới phương án cách ly cả khu phố nếu dịch xảy ra. Người Hàn Quốc chết bên vệ đường ở Bắc Ninh, không phải do COVID-19, cô gái Việt về từ vùng dịch Hàn Quốc, livestream ở sân bay đã bị cách ly. Hai du khách từ Daegu từ chối cách ly, rời resort Phan Thiết đã về nước. Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung có buổi làm việc với Sở Y tế sau khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại BV Đa khoa Đức Giang sáng nay. Báo cáo về công tác phòng chống dịch, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết TP chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xảy ra ở Hà Nội là rất lớn nếu không quyết liệt các biện pháp phòng dịch. Đến hết ngày hôm qua đã có 650 người đến từ vùng dịch đang cách ly tại khu cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đánh giá, dịch COVID-19 là bệnh mới, cộng đồng chưa có miễn dịch nên mọi người đều có nguy cơ nhiễm bệnh, dẫn đến quá tải bệnh viện và gây ra nhiễu loạn về xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời hoặc chậm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh. Theo ông, Việt Nam có thành công bước đầu khi không để dịch xâm nhập, lây lan và phát triển, nhưng nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn, đặc biệt khi dịch ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp. Ông Cảm cho hay, lượng người Hàn Quốc vào Việt Nam rất đông, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 người Hàn Quốc nhập cảnh qua sân bay Nội Bài. Vì vậy cần tính phương án để đảm bảo chỗ ăn nghỉ và chỗ cách ly. Không được chủ quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định TP đã triển khai rất sớm công tác phòng dịch. Đặc biệt, phối hợp với Bộ Y tế đo thân nhiệt tất cả những người đến từ các nước có dịch, bước kiểm soát ban đầu này là rất quan trọng. TP cũng liên tục cập nhật mọi tình hình, diễn biến trên thế giới và Việt Nam cũng như các kỹ thuật phát đồ điều trị, phương pháp cách ly. Nhận định dịch bệnh đang vào giai đoạn hết sức phức tạp, khó lường, ông Trung lưu ý chỉ cần một người ở quốc gia có dịch bệnh lọt vào Việt Nam là có thể lây ngay, và nhắc nhở không được chủ quan mà phải thực hiện thận trọng, chặt chẽ các bước. Tuần tới Hà Nội cần lập kế hoạch cụ thể, chi tiết để tiến hành diễn tập cho công tác phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, chiều mai ông sẽ làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong đó có nội dung về nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, chú ý cụ thể hóa phương án xây dựng bệnh viện dã chiến, xem mặt bằng ở đâu, thi công vướng thế nào. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ông yêu cầu từng cơ sở khám chữa bệnh chủ động mở rộng thêm quy mô cơ sở, nâng cao năng lực để đáp ứng nhiệm vụ TP giao. Đánh giá dịch COVID-19 rất dễ lây nhưng khó phòng, lãnh đạo Thành ủy cho hay, Hàn Quốc với Việt Nam mỗi tháng có khoảng 1.000 chuyến bay thương mại, 260.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc, 160.000 người Hàn Quốc đang có mặt ở Việt Nam. Trong đó riêng quận Thanh Xuân và Cầu Giấy tập trung rất đông người Hàn Quốc. Vì vậy, cần tính tới phương án cách ly cả khu phố nếu dịch xảy ra, ông Huệ yêu cầu. Hương Quỳnh Hà Nội cách ly 650 người về từ Hàn Quốc, do dịch COVID-19 650 người về từ Hàn Quốc đã được đưa vào khu cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Dự kiến hôm nay khu cách ly này sẽ nhận thêm 250 người.